Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội quận Bình Thủy phối hợp với Quỹ Ban Nhân dân phường Bùa Hữu nghĩa vừa tổ chức giải ngân vốn dây từ nguồn vốn tín dụng chính sách cho các hộ dân trên địa bàn. 21 hộ dân được vay vốn từ nguồn vốn chương trình giải quyết việc làm với tổng số tiền 878 triệu đồng, qua đó giúp các hộ dân có thêm điều kiện làm kinh tế và thoát nghèo bền vững. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội quận còn phối hợp với các ban ngành, hội, đoàn thể từ quận đến phường để mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận và sử dụng vốn dây đạt hiệu quả. Tính từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội quận đã phối hợp với các địa phương thực hiện giải ngân cho 189 hộ dây với tổng số tiền trên 6 tỷ 300 triệu đồng.